thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Jeremy chương 32. Câu chuyện được thuật lại trong Jeremy chương 32 xảy ra trong thời gian thành Jerusalem bị bao vây, khoảng một năm trước khi thành Jerusalem bị sụp đổ. Lúc này, Jeremy đang bị giam lỏng và ông bị cáo buộc là cùng phe với quân địch vì ông đã nói tiên tri về sự sụp đổ của Giu-đa và việc vua Sê-đê-kia bị bắt đi lưu đày. Trong thời điểm Jeremy bị giam lỏng, Chúa báo cho ông biết rằng một người bà con của ông là Hanamê-ên sắp đến gặp ông và nhờ ông mua lại đám ruộng của mình tại Anatot là quê nhà của Jeremy. Vì Hanamê-ên không có con cái, cho nên Jeremy trở thành người bà con gần nhất của Hanamê-ên. Dựa theo luật pháp, Jeremy có trách nhiệm mua lại đám ruộng đó để bảo tồn đất cho gia tộc mình. Lê Vi Ký chương 25, câu 23 đến câu 25. Câu 8 đến câu 12 mô tả cuộc giao dịch giữa tiên tri Jeremy và Hanamê-ên đúng như lời Chúa bày tỏ. Jeremy trả cho Hanamê-ên gần 200 gam bạc để mua đám ruộng đó. Một tờ khế ước được thảo ra và niêm phong để không ai có thể sửa đổi. Câu 10. Một khế ước không niêm phong cũng được làm để dễ đối chiếu. Sau đó, Jeremy bàn giao tất cả giấy tờ này cho Baruch là thư ký và cũng là người bạn trung thành của ông, đem tất cả giấy tờ bỏ vào một chiếc bình gốm để bảo quản chúng. Sau khi hoàn tất mọi thứ, Jeremy đến với Chúa qua lời cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện của mình, ông nhấn mạnh đến sự tể trị và quyền năng của Chúa. Ông tin rằng không có gì khó quá cho Chúa. Câu 17. Ngài có thể làm thành những việc vượt quá suy nghĩ và cái nhìn của con mắt xác thịt của con người, trong ý muốn tốt lành của Ngài. Dẫu biết như vậy, nhưng Jeremy hoài nghi về điều Chúa bảo ông mua đám ruộng của Hanamê-ên. Bởi vì, dưới góc nhìn của con người thì đây là một việc không hợp lý, vì đám ruộng đã thuộc về tay người Babylon. Thành Jerusalem đã sắp sụp đổ, bản thân Jeremy thì đang là một tù nhân. Vậy nên dù ông có mua đám ruộng đó hay không, thì cũng không giữ được gia sản cho gia tộc mình. Vậy nên, việc ông mua đám ruộng này là việc ném tiền đi vô ích. Vậy thì tại sao Chúa lại muốn Jeremy mua đám ruộng của người bà con mình? Chúa trả lời thắc mắc của Jeremy bằng cách bắt đầu từ chính những điều mà Jeremy đã nói. Không có gì quá khó cho Chúa, câu 17. Không gì vượt quá khả năng của Ngài. Chúa có thể cho phép quân Babylon bắt dân Ngài đi lưu đày vì tội bất tuân và chống nghịch của họ, thì Ngài cũng sẽ đưa họ quay trở về như lời Ngài đã hứa. Việc tiên tri Jeremy mua lại đám ruộng của Hanamê-ên là một dấu hiệu cho biết rằng một ngày nào đó, dân Do Thái sẽ được quay trở lại Giu-đa và có thể tiếp tục việc mua bán ruộng đất của họ, câu 14 và câu 15. Vậy nên, sự vâng lời của Jeremy sẽ là niềm khích lệ cho những ai đang sắp bị đi lưu đày. Họ sẽ có cơ hội quay trở về quê hương của mình trong tương lai. Từ câu 27, Chúa nói với Jeremy về sự đoán phạt Ngài sắp giáng xuống trên Giu-đa. Sau những lời về sự đoán phạt, Chúa tiếp tục với những lời hy vọng cho dân Do Thái trung tín còn sót lại. Những người Ngài sẽ đem họ quay trở về sau lưu đày. Khi Đức Chúa Trời đem họ trở về, Ngài sẽ làm mới giao ước của Ngài với họ, câu 38. Ngài sẽ ban cho họ có cùng một tấm lòng, nghĩa là Ngài sẽ viết luật pháp Ngài trên tấm lòng và tâm trí họ. Họ sẽ kính sợ Ngài. Chúa sẽ lập một giao ước mới với họ, một giao ước đời đời không bao giờ bị phá vỡ. Chúa sẽ đặt sự kính sợ Ngài vào lòng họ để họ không lìa bỏ Ngài nữa, câu 40. Jeremy chương 32 đặt cho thế hệ chúng ta ngày nay một thách thức lớn lao. Giữa những sự bất định của thời đại, liệu rằng chúng ta có dám vâng theo lời Chúa, thực hiện điều Chúa muốn chúng ta làm và cứ giữ lòng trong cậy Chúa về tương lai của mình? Câu hỏi suy ngẫm. Việc nhận biết không có gì khó quá cho Chúa
khích lệ bạn như thế nào với những trăn trở, thách thức của bạn trong hiện tại. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, lời Ngài phán: vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu. Xin giúp con cứ tiếp tục bước đi với Chúa với lòng tin cậy, trong những điều Ngài muốn mà con vẫn chưa thấu hiểu, trong những thách thức mà con vẫn đang đối diện. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.